Hello, quý anh chị. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn, quý anh chị, một bài hát được mang tên Trái tim về đâu của nhạc sĩ Trúc Hồ. Bài này là nhạc hải ngoại do ca sĩ Lâm Nhật Tiến và Lê Tâm trình bày. Đây mình thử ha, bài này rất ngắn, rất đơn giản, đánh tông mi thứ. Mình thử ha. Bài này mình đã từng cover ở những cái bài gọi là mình hướng dẫn bán đàn rồi, nhưng mà mình chưa hướng dẫn ha. Đó, quý anh chị cứ kêu mình hướng dẫn thử coi sao. Giờ mình hướng dẫn thử ha. Đánh intro thử coi. Đơn giản vậy thôi. Đó, chủ yếu là intro. Rất là đơn giản ha, bài này. Rồi, bài đầu tiên là mình sẽ đánh theo âm mi thứ nè. Mình phải biết cái điệu của nó nữa. Bây giờ bass nè, bây giờ nha, mình đánh cái này là blue ha, blue nhịp 2/4 mình rải. Bass 3 2 1 2 3 1 2. Nè. Bát 3 2 1 2 3 1 2. Là hết cái vòng của nó. Làm lại nha. Làm sao mình đánh đủ 8 giây 8 nút nhạc là được nha. 8 nút nhạc là được, là nó đủ 2 nhịp. Bát 3 2 1 2 3 1 2 bát 3 2 1 2 3 1 2 bát. Đó là vậy. Dậm chân đó. Cái tay qua là dậm chân ha, mình dậm cứ 8 âm thanh là mình sẽ ra. Đừng, có thể là mình không cần đánh theo mình. Các bạn không cần đánh theo mình. Đánh là đúng nhịp thôi nha. Bây giờ tập câu này nha. Đầu tiên là mình sẽ tập đánh cái câu intro rất đơn giản là son fa. Mình tập đánh nốt trước nè, son nè, fa nè, mi nè, re nè. Rồi, xin mình lót vô. Mình để re trưởng luôn nha. Son fa mi re. Xong rồi 4 nè, 3 nè, 2 nè, là lót 4 3 2 á. Tiếp theo mi, câu 2 đó mi, son lá. Son lá là luyến nè. Si mi. Đó, lại nè.
À, nhớ là son la là luyến nè. Đó, dạo hai lần thì là vào hát thôi. Rồi mình sẽ đánh từ đầu cho các bạn xem, đánh cái điệu xong rồi mình vào cái intro nha. Bass 3 2 1. Quên, mình đánh mi thứ chứ. Bass 3 2 1 2. Đó, xong rồi mình mới lót intro vô. Rồi lặp lại nha. Nếu mà các bạn thấy khó quá thì các bạn đánh intro thôi, khỏi đánh lót giống mình nha. Đó, vậy thôi. Đó, vậy là được rồi. Ngày em bỏ anh, thế gian tưởng chừng vỡ tan. Vậy thôi. Lặp lại nha. Bây giờ mình sẽ hát có một cái đoạn rất là khó, vừa hát vừa đánh. À, ngày em bỏ anh, mi thứ nè, thế gian xuống rê trưởng nè, tương chừng vỡ tan. Ngày em bỏ anh đó, khúc này là khó nè các bạn ha. Khúc để mình chuẩn bị mình hát cái câu kế tiếp là ngày em bỏ anh. Đó, làm lại nha. Ngày em, nghe kỹ nha, đánh chậm. Ngày em bỏ anh, thế gian tưởng chừng vỡ tan. Ngày em bỏ anh đã. Mình vừa đánh, mình vừa lót xong rồi vừa hát luôn. Tức là ngay cái chỗ là ngày em bỏ anh á, là mình sẽ đánh là ngày em bỏ anh, ngày em bỏ anh. Đầu tiên không nói, thế gian tưởng chừng vỡ tan. À, lót vô. À, mình lót nè. Mình lót câu intro đó. Xong xuống rê xong rồi mình đánh. À, ngày em bỏ anh. Là mình ca chung với cái câu đó. Ngày em bỏ anh. Đó, nó vậy đó. Làm lại nha. Ngày em bỏ anh, thế gian tưởng chừng vỡ tan. Đó, hiểu không các bạn, hiểu chưa? Đó, ngày em, một ngày em bỏ anh, cái câu sau là mình hát chung với cái nốt là mi sòn mi là xì mi. Hả? Mi là ngày em bỏ anh đó. Ngày em bỏ anh đó, làm lại nha. Ngày chỉ có khó khúc này thôi. Ngày em bỏ anh, thế gian tưởng chừng vỡ tan. Trái tim đó, cái mi nè, xong xuống rê nè, xong lên mi nè, xong rồi rê nè, xong về son trái tim. Còn đây mình anh là thứ à, đây mình anh với xác thân giờ mất đi, linh hồn mất đi là trở về mi thứ. Chìm trong vực sâu đô trưởng, chìm trong vực sâu biến đi về đâu. Si bảy rồi là xong bài đó. Cái đoạn sau nó giống y rồi cái đoạn đầu thôi. Ngày như là đêm, ước mong em về với anh. Trời đang bao đông, tuyến rơi cho lòng nhớ thêm. Thấy dễ không? Dù cho thời gian cố vắng đường vết thương, linh hồn một khi tình xa mất em, trái tim về đâu. Dù cho thời gian cố vắng đi đường vết thương, linh hồn một khi tình xa mất em, trái tim về đâu. Đã quá dễ thôi.
chỉ có khó cái chỗ vừa hát vừa lót đó. Lặp lại những cái khúc này nè. Ví dụ ngày em bỏ anh, thế gian tương trường vỡ tan đấy nha. Ngày em bỏ anh, lấy đi theo một trái tim. Còn đây mình anh với xác thân giờ mất đi, linh hồn chìm trong vương sâu. Rồi tới đây thôi. Xin chào tạm biệt mọi người. Rồi có gì các bạn cứ comment ở dưới và hỏi cái gì á, cứ hỏi mình đó. Rồi ok, chào tạm biệt các bạn, không làm mất nhiều thời gian của mọi người.